Ủa thanh niên ốc chó làm gì thế nhỉ? Oh, thanh niên ốc chó đã gớt mình. Mình không biết chơi, mình đi từ từ. Oh. Quay vậy. Ủa sao vậy cũng phải win nữa hả? Hello, hello. Hôm nay mình sẽ bắt cô với thằng ốc chó luôn. Mới biết chờ. Hello thanh niên con người. Hello thanh niên con người làm thế gì thế nhỉ? Thanh niên con người ơi, đây nè. Chào thanh niên con người, thanh niên con người. Thanh niên con người là gì đó nhờ? Chắc thanh niên con người chạy trước luôn. Wow, thanh niên con người làm gì đó nhờ? Wow, một pha bắt cua ốc chó rất là tuyệt vời đến từ thanh niên con người. Thanh niên làm gì đấy nhờ? Thanh niên làm đây. Wow, pha bắt cua rất là tuyệt vời đến từ thanh niên ốc chó. Em đã chết rồi. Chấp cưng qua thôi, chứ cưng làm gì đủ trình chơi với anh. Gì vậy? Té luôn rồi. Hồi nhảy đàng hoàng lợi. What? Sao mà ngu người ấy nhờ? Ủa? À đâu? Cái gì nhờ? Cái gì ấy à? What? Ừ lắc lắm, nó có nhiều lắc. No, em đã ghi gớt rồi. Thanh niên gốc chó rất là tuyệt vời, đã lên được màn 5 rồi. Mình không biết chơi rồi, mình đang ở dưới cái màn 4, chết tiệt. Mới biết chờ bắt cua điêu luyện ấy rồi chưa? Ủa gì gớt hả? Gớt nữa rồi, gớt nữa rồi. Em nhảy đàng hoàng lợi. Đây. Tao biết cách đi rồi. Cái này chơi bắt cua găng cua lóc vậy. Ôi. Ủa lên được đó hả? Ôi. Yeah, mình đã lên được bàn 6, thanh niên ốc chó vẫn đứng bàn 5 đấy. Ôi. 3 phút mấy rồi mà chưa qua được cửa này nữa. Ôi. Ôi. Thanh niên ốc chó. Thanh niên mất dạy. Chết mẹ, thanh niên ốc chó qua mình rồi. Ôi. Nhảy cũng này có ơi. What? What the fuck? What? Anh đã thanh niên ốc chó làm gì? What the. No! Trời ơi, vậy cũng đầy anh đi góc chó quá vậy, dở gặp tao cũng giờ tao không qua đó. Hai mình góp chung. Ức chơi. Nhảy vô này không? Ôi. Anh đi góc chó vậy quá dở nè, coi tao qua đây mày coi nè, anh đi góc chó à. Ui. Ui, ở thằng lúc mày. Cái này nhảy khó quá. ức chơi. Trời ơi, giỡn với mấy thanh niên giống giờ rồi. Được. Tao đó. Qua được mặt khác. Cái lờ mà. Mặt xấu khó quá à. Huy. Thanh niên ốc chó. Yeah, qua được rồi. Qua được rồi. Ôi thanh niên ốc chó nè, qua được mặt này chưa? Qua được khúc này chưa? Mà nói mình. Ôi. Mày thì này ngu người. Ngu người á mày. Quá trời. Trời ơi. Đẹp. Thấy cái màn gì bên đó kìa. Ôi cái màn cuối kìa. Ôi đến ra bung, để tao bung qua màn cuối. Ba bung quá bệnh. Không được nhờ. Nhờn với bố à. Quá. Bài học tớ. Em bước
chơi quá đi. Ức chế quá đi. Quá chó được rồi đó. Quá chó. Nhảy qua khúc này là easy rồi. Rồi. Ôi ơi. Nhỏ này. Nó đứng lên cái gì nó la hoài. Ôi. Ôi. Nhảy từ từ, nhảy từ từ. Từ từ thì cháu nó phải nhừ. Ui. Đó thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Yeah. Ôi trời ơi. Thanh niên gốc chó không qua được màn này. Được đỡ với cô chờ. Rồi này nhảy nhảy bắt cua thi mà. Đỡ gì? Ôi trời ơi, thanh niên gốc chó đang làm gì đó thấy nhờ? Thanh niên gốc chó đây, ấy thanh niên gốc chó đây. Để bỏ qua gốc chó là anh rất tuyệt vời đến từ thanh niên gốc chó. Wow, đà, anh ta đã chuyển tay. Nhưng tay tiếp theo rất là ngu người. Không biết tay tiếp theo có làm gì được hay không. Nhưng tôi thấy là rất là ốc chó. Và không làm gì được thêm nữa. Đã trả máy lại cho chủ nhân ốc chó rồi. Và tôi không nhằn nhờ nữa. Tôi sẽ đi tiếp. À, cái nhảy nó khó chứ nhờ. Có đường nào giải không ta? Để coi. Ôi, có cái đường này. Nhảy đường này coi nó giải không. Ôi. Ôi, nhảy qua kia lại. Đã nhảy ra nó chết, nó khó quá. Hello. Gọi là trời. Thấy tao chưa, thấy tao chưa nè. Thấy tao chưa. Nè, thấy tao chưa nè. Đó, thấy tao chưa. Thấy tao chưa. Nè. Thấy tao chưa. Nè. Thấy tao chưa, đó ghê không. Ghê không. Thấy tao ghê không. Ghê không. Ê hè. Ôi. What the? Ôi. Điên nào qua nữa? Điên nào nữa? Bay hôm nay à, xong bay hôm nay à. Ôi. Đồ. Nhảy đường này. Nhảy đường nào nữa? Nhảy đường. Bạp, bay mới. À, màn trắng, hai màn đen. Trắng, hai màn đen hả? Ủa đúng hai màn đen mà ta. Trắng, hai màn đen thì sai à. Hai màn đen nào là hai màn đen đó kìa. Màn đen này à. Trắng à. Hai màn đen nào giờ, hai màn đen này à. Wow, ba màn đen tiếp theo. Này. Lắc lòm. Ở nào? Này. Ở này. Lập cái đường đó nhớ được chưa? Ba cái. À, biết rồi. Ba cái xéo này hả ta? Đó. Cái này nè. Ơi, cái này nè. Tao biết rồi. Nè, à qua cái màu trắng thêm cái nữa, hiểu rồi. Đừng tới anh. Sầm lờ hoài. Nè, tôi mà không nhảy qua đủ 3 lần vậy á. Ê! Tiền nhảy tới luôn, bên cơ. 1 lần. Ôi trời ơi. Nhảy con màn thôi 10 phút. Ê! Ok chơi. Thanh niên ốc chó đang đập bằng phím và đập chuột. Đây nhảy qua cái màu trắng này. Rồi đi ơi. Thanh niên ngu người đang ức chế với cái màn 6 đó mà. Và nhảy qua cái màu trắng này và cái màu đen này. Thôi nhảy không được, thể hiện nè. Qua thể hiện nè. Ôi trời ơi. Đi vô lại. Nhảy ra. Mày chưa xuống giờ này, chưa xuống đâu. Anh em ốc lọc. Chừng nào mày nghỉ? No. Em tắt hồi viên. Phải hết hồi viên, đừng tắt máy. Lấy ạc mà chơi luôn. Nó có hồi viên đâu. Nó mưa, có gì bây giờ. Xíu nữa nghỉ 5 giờ rưỡi nó nghỉ rồi.
chơi xong bằng này nó nghỉ hay gì á? Bữa đó sang hát mình muốn chơi hoài. Oh, lần đầu tiên như thế là quá tuyệt vời. 11 phút mà tới màn 11 rất là tuyệt vời đến từ anh Lộc. Đừng nhảy bên trắng mới vô. Lúc mới chơi đừng nhảy bên trắng. Nhảy vậy mới vô nhảy bên gì? Mới vô. Không biết cần cho hả? Chó. Sao không biết? Tao thấy mấy kia nó chơi nó kêu tao cần cho 2 3 cái vậy. Lúc nhảy cần cho 3 cái. Ê. Nó tắt máy. Cho nó mượn ngạc đi. Thắng gì ra để thất bại vậy kìa. Mi S gì thất bại. 10G 25. 25. Mấy 25 nhiêu tiền rồi? Chơi xong chẳng mày về, chẳng mày nha. Kích lồ mày ra. Cho nó vô chơi đi. Vô. 25 3.000. Vô. Cái gì vậy? 25 3.000. Chị Giao quan hệ con trả. Đăng ký kênh của Ngọc Lồn nha. Quý nha. Tao là Nguyễn Lộc chứ không phải Lộc Lồn. Cút. Bây giờ vô nhanh không? Muốn ngạc không? Muốn không? Ủa chết sao bắn không được? Ở trên kìa, thấy ở trên không? Thấy trên 3 số 1 không? Ờ, 3 số 1 đúng rồi. What hell. Bấm mà sai mật khẩu rồi đó. Chờ tí, vô. Chờ tí. Chờ tí thôi. Vô. Đừng chờ nó tí, ông đừng bấm xàm cho mượn ngạc của người ta. Nó mượn ngạc của Thượng Ru Ra. Thượng Ru Ra. Nếu các bạn này yêu thích Thượng Ru Ra thì hãy lên kênh Nguyễn Lộc đăng ký. Mày đã lấy vô sai mật khẩu, xin vui lòng nhập thử nhờ thử lợi. Mày bấm sai mà còn nói nữa. Anh mờ mi mi nè. Gì? Mày nghĩ chơi à? Ờ. Để ra mày là mấy chủ cái gì? Mày nhắc cho chị. Chờ tí đi mà. Để mình vô à, coi Thận Gu Gia khô đồ như thế nào. Ok, mình đã trở lại rồi đây. Mình chơi cái một cái trận giờ bờ. Vô Zimbi hồi lý. Mình lấy bà ghép vô chổng là chết. Là chết đấy. Không. Không. Mày đừng có lừa tao, tao đang ghiền. Mượn ông Thuận ở gì lộn? Không phải. Kiếm ai mượn á, kêu ông Thuận chỉ cái quét nào nè, cái quét mượn ngạc cho chảnh. Cởi đi kiếm mạc nào, cởi đi có chơi được rồi. Dù nghe gáp cho nó xuống cái lỗ tai. Ôi ôi điếc lỗ tai, ôi ôi gì mới vô đưa quần xì quần gì đưa cho mình coi nha. Ủa sao mình đợi ra một phép quà hết à? Bóp bóp này thì nhờn với Yasuo. Ok, và mình đã vô bắn được rồi. Mình không biết làm gì hết, mình sẽ chạy. Ôi lúc lần đầu tiên chơi được Queen Whip. A đồ. Ủa cho bực. Anh nào muốn xăm ở đây, anh nào có điều kiện là đây xăm em xăm cho. Một người 5 triệu. Rẻ lắm. Em nào thích nhờn thì bay mà vào đây. Anh thì ở trong đây là cắt đối chung là bao hay. Em nào mà thấy anh không hay thì cứ bay vào đây. Anh sẽ cho các em biết thế nào sự lợi hại.
giờ bờ gần đó cười à. Sợ là đờ vô. Ôi trời ơi. Bầm 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 bầm. Bực. Mẹ mày, tao giết mày không được. Ê không.